ơi, bà chạy mà như là vận động viên cái bên gì Đã bị đau đau lưng xong nó chạy xuống cái à, keo rồi dạ. mà bị là bị chứ cái bên trái bên chân bên Bên trái trái 2 năm trước nó liệt luôn thầy. liệt luôn chứ cho thầy một cái cây thầy gõ cơ bà này mới liệt chừng nào Thầy cho đi đến đây học. rồi xích lên chút ngồi xích lên chút thả lỏng cái chân ra rồi rồi may mắn rồi Dạ. dính cứng ngắc rồi thầy dính vô giống rồi Dạ. ok Dính rồi đau luôn rồi thầy. à, thì đó rồi bây giờ hôm nay có thực hiện đúng mấy cái nãy tôi nói không Chưa chưa ăn đều thầy. Chưa ghê chưa nhịn ăn đều, giống như là có bữa bạn bè mời cái đi ăn. Còn uống rượu thì đều. uống rượu được bao lâu rồi Uống được hơn 1 tháng rồi. à, hơn tháng rồi Dạ. thì thấy cái uống cái rượu ớt vậy thì thấy cái hiệu quả nó sao Nó dễ ngủ mà nó cũng giảm giảm cái tê. nó giảm tê tê đó ha. Nhưng mà nếu mà thực hiện được 16 8 tốt thì biết hay biết mấy rồi có chườm đá Dạ, con có cái thảm đá. không à, cái thảm đá không đủ Dạ. cái thảm đá thường thường tôi dặn dò mọi người á tại vì á, mọi người biết sao cái thảm đá nó làm bằng bột đá chứ không phải bằng đá cho nên nó mới đóng thành khuôn viên 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 nó kết lại thành một cái bè để cho mình nằm á và khi nó làm cho nóng nó kích thích điện nó đưa trọng á không có lợi cho cơ thể mình ừ không tốt nhất là cái cục đá là đá thiên nhiên cái đá mình đây là đá thiên nhiên mình tự chế biến cái này là thầy làm luôn á thành ra là cái đá của mình nó là nó hoàn toàn là còn đầy đủ hết cái tính chất của cái thiên nhiên mà mọi người nhớ nha một cục cục đá mà mình làm được vậy á nó có hàng bao nhiêu triệu 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 năm nó mới ra cục đá đó tại núi lửa nó phun lên rồi nó tích lũy nó để thành cái cục đá đó cho nên cái năng lượng của nó rất là tốt nó khác hết và cái cực mà âm dương của nó cũng có đầy đủ còn cái đá mà nó làm cái thảm là đá mài ra đóng viên ừ. Giường đá muối làm sao mà có nguyên cái giường được à nó cắt từ miếng miếng gì cái giường đá muối thì thôi tốt rồi nhưng mà nó cũng vẫn là phải đưa điện vô nó mới nóng được còn cái này còn cái đá của mình đó, nó có một cái khác nữa cái đó là nhiệt liệu pháp thôi còn cái của mình nó khác nữa là khi mình cho cái điện nó vô nóng cái đá rồi thì lúc của mình rời ra thì lúc đó cái đá tự động nó phát cái năng lượng ra chứ không phải là do cái điện nó ra còn cái đá muối mà của em nói đó là khi nào em cắm điện vô nó mới nóng còn không cắm điện không bao giờ nóng à. Hiểu chưa đó rồi thay vì ta mua muối hột ta rang mà khi ta rang xong nó tích nhiệt vô trong cái muối hột là ta trùng cái căn người ta chườm có khi còn hay hơn nữa. Rồi. Rồi biết đá muối nó từ đâu ra thường là ta nói Himalaya cho nó hấp dẫn vậy đó thiệt ra đá nó toàn là bộ là ở Ba Lan hết ở Ba Lan nó có một cái mỏ muối mà tôi nó đi xuống nó mấy lần rồi mà cái mỏ muối đó là mọi người đi xuống dưới nó có một cái tầng hầm đó, nó lớn mà như một cái thành phố luôn nó xuống mấy trăm mét ở dưới rồi nó làm luôn cả cái nhà thờ ở dưới luôn bằng không nó là cái mỏ muối thấy không để nói về cho biết kinh khủng khiếp lắm rồi nằm xuống đi chỗ này cũng đâu có gì đâu chạy sọc sọc vậy mà ăn thua gì rồi bẻ đi em về lựa người khỏe chứ vị này dễ gọn lắm á ăn không có bạn bè cái đi nhậu riết rồi rồi mềm thả lỏng Một
Rồi, đổi bên. Tiếp. Để làm sao cho nhả ra nha. Rồi. Nằm nghiêng qua đây chút xíu. Đó, ngã người vậy đó. Nha. Một, hai, ba. Đúng rồi. Một, hai, ba. Rồi, đẩy qua kia. Mình phải làm sao cho nhả cái sinh sống. Cái này là đẩy để cho nó mở cái ăn lại 5x1 á. Móc đi ăn quanh. Rồi cho cái chân thẳng ra. Chân thẳng ra mới được. Rồi em nằm ngã người ra đi. Đó rồi. À, nhớ đẩy về phía ông kia kìa. Nha. Căng được căng nè. 1, 2. Cái nữa, cái nữa. 1, 2. Đó rồi. Không dập xương cũng may. Tiếp. Rồi xích vô chút đi, rồi xích vô. Đó, vậy đó, rồi. Rồi, đừng có đẩy trên. Đi. Đẩy qua bên kia. Đó, mình làm ăn là 5x1 mà. 1, 2, 3. Rồi. 1, 2, 3. Rồi nằm thẳng ra đi, đưa thầy căng. Lên. Rồi từ từ ngồi dậy, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi lấy cho cây thầy thử lại cái chân. mềm xuống đó vậy đó. Ok rồi, super. Bây giờ đi lại ngon lành rồi đi. Bây giờ có cái lưng ngon lành rồi. Ok, lấy luôn. Chuyện nhậu nhớ 16-8 nha. Rồi.